clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Vingroup và FPT ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện. Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2024, tập đoàn Vingroup và tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các công ty thành viên hợp tác cùng phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Đây cũng là mô hình hợp tác chuyển đổi xanh tiên phong giữa các doanh nghiệp hàng đầu trong nước nhằm chung tay hành động vì một Việt Nam xanh cho hiện tại và tương lai. Theo thỏa thuận hợp tác, tập đoàn Vingroup, tập đoàn FPT và các công ty thành viên dự kiến sẽ cùng nhau phát triển những dự án mới tiềm năng, mang lại lợi ích và giá trị lớn cho xã hội theo hướng xanh và bền vững. Cụ thể, Vingroup sẽ ủng hộ và xem xét ưu tiên các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của FPT phù hợp với nhu cầu của tập đoàn và các công ty thành viên, đồng thời hỗ trợ FPT mở rộng tệp khách hàng tới cán bộ nhân viên của các công ty thành viên Vingroup. Hãng xe điện thông minh VinFast, thành viên của Vingroup, sẽ xem xét ưu tiên sử dụng dịch vụ công nghệ phần mềm ô tô và dịch vụ cung cấp thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin của FPT. FPT cũng ủng hộ chiến lược và chương trình chuyển đổi xanh của Vingroup, đặc biệt là VinFast. FPT sẽ phối hợp truyền thông, quảng bá về xe điện VinFast và các sản phẩm xanh khác của Vingroup tới cán bộ nhân viên FPT và các công ty thành viên. Tổ chức các chương trình lái thử để ngày càng nhiều người hiểu về những ưu điểm của xe điện so với xe xăng. Qua đó, đóng góp thiết thực vào công cuộc chuyển đổi xanh. Phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, chuyển đổi xanh là một chủ trương lớn mà Việt Nam đang theo đuổi nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 mà chính phủ đã cam kết tại Hội nghị COP26 về chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Qua đó, chung tay cùng chính phủ và người dân kiến tạo một tương lai xanh bền vững hơn. Thỏa thuận này cũng giúp hai bên khai thác được tối đa tiềm lực của nhau, hỗ trợ nhau phát triển mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, góp phần xây dựng thành công những thương hiệu Việt Nam đẳng cấp về công nghiệp, công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ, FPT và Vingroup có chung tầm nhìn về phát triển xanh bền vững và khát vọng vươn tầm thế giới. Hơn 35 năm qua, FPT không ngừng nâng cao năng lực quản trị để đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững tiên tiến nhất. Năm 2023, FPT là cổ phiếu công nghệ duy nhất được xếp trong danh mục 20 cổ phiếu thành phần chỉ số VNSI, chỉ số phát triển bền vững do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá. FPT cam kết tiên phong ở Việt Nam trong các hoạt động nhằm giảm tác động phát thải khí nhà kính, đạt Net Zero vào năm 2040 và có ảnh hưởng tích cực tới môi trường sống, làm việc và học tập của hơn 1 triệu người lao động đến năm 2035. Chúng tôi tin tưởng rằng thỏa thuận hợp tác toàn diện này sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, thực chất trong công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam, đồng thời cũng giúp cho cả hai bên có thêm nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Năm 2023, Tập đoàn Vingroup đã thành lập Quỹ vì tương lai xanh nhằm triển khai các hoạt động vì môi trường với nguồn lực được trích từ chính các hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường của các công ty thành viên. Đặc biệt, VinFast, thương hiệu ô tô điện thông minh của tập đoàn, đã sản xuất và đưa ra thị trường 6 dòng ô tô điện, 8 dòng xe máy điện, 1 mẫu xe buýt điện, tiến tới là xe đạp điện, xe mini SUV và bán tải điện. Đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển xanh cho thị trường Việt Nam và quốc tế. Hiện VinFast đang mở rộng mạnh mẽ mạng lưới kinh doanh rộng khắp tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi. Ngoài nhà máy tại Hải Phòng, VinFast cũng đang xúc tiến mở các nhà máy tại Mỹ, Ấn Độ và Indonesia. Về phía FPT, tập đoàn cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 15,8% tổng lượng khí thải khí nhà kính. Đặc biệt, FPT đang là doanh nghiệp tư vấn và cung cấp giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hàng đầu cho các tổ chức doanh nghiệp. Trong mảng chuyển đổi xanh, FPT đã phát triển giải pháp toàn diện liên quan tới ESG như dịch vụ tư vấn lộ trình triển khai ESG, giải pháp kiểm kê khí nhà kính Vest Zero, giúp các doanh nghiệp tự động hóa, số hóa toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu, tính toán, quản lý, tạo báo cáo khí thải và theo dõi tiến trình thực hiện cam kết, đảm bảo các quy chuẩn quốc tế. FPT cũng đang tập trung phát triển mảng công nghệ ô tô với đội ngũ 4.000 chuyên gia và nhiều đối tác, khách hàng là các thương hiệu uy tín toàn cầu. Năm 2023, FPT đã thành lập công ty FPT Automotives có trụ sở tại Texas, Mỹ nhằm chinh phục thị trường phần mềm ô tô quy mô hàng trăm tỷ USD trên toàn cầu.
với vai trò là những doanh nghiệp tiên phong xây dựng các thương hiệu quốc gia uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao trên toàn cầu. Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vingroup và FPT không chỉ giúp mở ra cơ hội cho cả hai bên, mà còn là hình mẫu hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong việc chung tay vì mục tiêu chung của đất nước. Bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hay một công việc kinh doanh? Bạn băn khoăn trong việc định hình được thương hiệu hay xây dựng các nền tảng online phù hợp? Chúng tôi vui lòng hỗ trợ miễn phí giúp bạn một số giải pháp dưới đây để con đường của bạn trở nên dễ dàng hơn. Kết nối vào inbox Zalo ngay với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí.